Một chiếc xe đây nó được gọi là huyền thoại của Toyota rồi. Chiếc này gọi là chiếc Toyota Innova G. Đây là cái phiên bản 2015 này. Cái form này thực ra rất là nhiều người họ trộm. Trộm ở đây thì tại vì cái sở thích của mỗi người thì Sơn cũng không thể nói được, nhưng mà Sơn bán hàng thì khá là nhiều khách hàng họ trộm cái model này. Đây là chiếc model 2015 2.0G. Đó, xe thì còn rất là đẹp. Xe này mới chạy được có 65.000 km thôi anh em. Ai từ 2015 bây giờ mà chạy nó mới có 65.000 km thì thật sự ra là nó rất là đẹp. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 525 triệu. 525 triệu thì giá chào bán thôi. Còn anh em mua thì cứ liên hệ trực tiếp để chúng ta thương lượng lại về giá. Xe này thì bên Sơn chắc là hỗ trợ được khoảng tầm 50%, 50 đến 40%, 40 đến 50% thôi. Đó. Đó, tình trạng xe nó như vậy là anh em cứ liên hệ trực tiếp.